Shitty car, but we hit the road. Doesn't matter where we go, and destination unknown. I don't care where the motor stops, 'cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh, I want it, let's go. Look around, where's the people at? I want a taste of the good life. Hit me with it right now, I'm in it. 'Cause when I want it, then I want it. Yeah, I want it, oh, I want it, let's go. And I won't look back, yeah. Hello mọi người, hiện tại thì mình đang ở trong chợ Pratunam và sáng nay thì đang ghé vào một cái tiệm ăn sáng ở trong chợ luôn. Thì cái tiệm này nó bán kiểu hủ tiếu mì, rồi cá viên, rồi tôm dâm, rồi thịt băm, có tôm mực nữa. Cũng khá giống với những cái tiệm hủ tiếu ở Việt Nam, nổi tiếng Nam Vang á mọi người. Nên là tụi mình ghé vào ăn sáng luôn. Sáng nay thì tụi mình sẽ đi khám phá chợ Pratunam cũng như là khu mua sắm Platinum cho mọi người tham khảo nha. Hồi xưa thì cũng có đi Pratunam với Platinum rồi nhưng mà không có quay lại. Thì bữa nay sẽ quay lại cho mọi người coi. Thì cái khu, hai cái khu chợ này đều là khu chợ sỉ. Thì Platinum nó sẽ hơn một tí, nó là mall. Thì nó giá nó cũng cao hơn. Còn nếu bạn nào muốn mua rẻ hơn nữa thì có thể qua Pratunam. Thì hai cái đó đối diện với nhau, nó rất là bự và sáng người ta, mình thấy người ta họp chợ cũng sớm lắm, tầm 9 giờ là đã bắt đầu đông vui rồi, nghĩ là sớm hơn nữa. Thì bây giờ tụi mình sẽ ăn sáng trước, xong rồi đi quay cho mọi người xem. Tụi mình vừa mới ăn xong rồi mọi người, nói chung là cái hủ tiếu á, nó cũng là cái hủ tiếu thôi. Ủa? Nó cũng không có gì đặc biệt hết đó, rất là bình thường luôn. Nhưng mà tại vì nó kiểu local ở đây, họ hay ăn mấy cái món giống vậy á, nên mọi người có thể ghé ăn thử. Tô bà Trang là hơi mặn nha. Tô bà Trang hả? Tôm dâm, đúng không? Bây giờ thì tụi mình sẽ đi vô khu của Pratunam. Nói chung á là mình cũng không biết là chính xác là cái nào mới là Pratunam, nhưng mà vòng khu này thì mall nào, cái chỗ nào nó cũng có bán đồ hết. Mình cứ đi coi một vòng thôi ha. Thì các bạn cứ tới đây dành khoảng nửa ngày để khám phá. Đây, ở đây thì bắt đầu vô cái khu mà bán đồ á thì rất là đông người luôn. Đấy, chỉ là một cái con nhà đường hẻm nhỏ thôi nhưng mà đồ xung quanh thì bao la bát ngát. Mọi người thấy ở trong này họ cũng dựng những cái mái che á, cho nên nó cũng rất là mát. Và thậm chí là xung quanh vẫn có nhiều chỗ họ mở máy lạnh luôn. Này, nói chung là đồ nữ thì sẽ là đa số nhiều hơn là đồ nam. Để mình quay kỹ hơn một xíu cho mọi người coi nhé. Nói chung là đây là một cái chợ sỉ á, cho nên thật ra nếu mà các bạn mà mua nhiều thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Ví dụ như là hồi nãy mình thấy có ghi một cái bảng là áo 200 bạc một cái. Nhưng mà nếu mà mua 3 cái á, thì mỗi cái sẽ có giá là 120 thôi. Tức là 360 là mua được 3 cái rồi. Tụi mình vừa mới di chuyển từ Pratunam qua Platinum. Và bên này thì nó sẽ kiểu giống như cái mall hơn. Và tụi mình đang ở một cái hàng mắt kiến. Platinum đó mọi người, rất là rộng luôn và mọi người có thể nhìn một cái bản đồ ở đây ha. Thì nó sẽ có từng zone, 3 zone, tổng cộng 3 zone và đồ nam thì chỉ có 1 thôi. Còn đồ nữ thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 khu nữ mà chỉ có 1 khu nam thôi. Nam ở tầng 4 của zone 2 nha. Còn các bạn nào mà muốn mua vali túi thì có thể đi qua cái zone bên này, zone 3.
Thì ở tầng 2 mọi người là nó sẽ có một cái đường nối từ zone từ 212 qua 3. Hello mọi người. Hồi nãy giờ tụi mình đi Platinum nè, với lại Platinum nè. Thì thật ra thì những cái đồ review thì mình cũng không có quay được quá nhiều, nhưng mình cũng hy vọng là cho mọi người tham khảo thôi, là một số những cái đồ bán ở trong đó nó sẽ như thế nào. Thì mình thấy chủ yếu vẫn là đồ nữ. Nếu mà các bạn nào mà nhóm nam hoặc gì đó thì hai cái chợ này thì mình nghĩ là không nên đi, tại vì cũng không có quá nhiều đồ để mua, và đồ nó cũng không có quá đẹp cho nam mua. Nhưng mà nữ thì bao la bát ngát luôn, túi xách, giày dép, rồi quần áo, mắt kính, phụ kiện gì tùm lum hết á. Chung là rất là ok, mọi người có thể ghé thử ha. Bây giờ thì tụi mình đã qua bên Central World và đang ngồi uống Starbucks nghỉ ngơi, mọi người quá mệt luôn rồi á. Hồi mình sẽ đi ăn trưa thì mình sẽ quay lại cho mọi người coi là quán ăn trưa của tụi mình nha. Trong 4 lần gần đây thì không có quay lại, nhưng mà thật sự cái quán rất là ngon. Và hôm nay mình sẽ quay lại để cho anh Khoa cũng đi thử, cũng như là mình cũng quay cho mọi người review cái quán đó luôn. Thì đó là một quán chuyên đồ Thái và nằm ngay Siam luôn, rất là ngon. Ở đây là trung tâm Siam Square One đó mọi người. Siam của bình thường thì nó sẽ nằm trước cái này nữa, cái này ở phía sau. Thì các bạn đi ra đây thì nó sẽ có một cái quán này lúc nào cũng có khách đông hết đó mọi người, khách chờ ở ngoài. Quán có tên là Inter nha. Mọi người có thể search cái tên Inter này ở trên Google Maps rồi các bạn đi theo. Đông nhưng mà cứ tới ngồi xếp hàng khoảng tầm 15 phút là mình sẽ có bàn thôi. Và bây giờ thì bạn mình đã vào lấy bàn rồi, bây giờ mình đi vào trong nha. Đây, không gian quán rồi mọi người. Đây mình sẽ quay cho mọi người coi menu của quán này một xíu nha mọi người. Thì ở đây thì sẽ có là rất là nhiều món, và kiểu như là những cái món của nhà hàng Thái Việt Nam mình hay có á. Nhưng mà đây là một quán local và rất là đông luôn, và nổi tiếng nữa, cho nên là mọi người cũng thể ghé qua thử. Giá trung bình của nó sẽ khoảng, nó cũng không quá mắc, tầm cỡ 100 bạc cho tới 200 bạc một món. Thì mình thấy đa số món nào cũng cỡ 100 mà. Nè đó, thì tùy ha mọi người ha. Thì mình thấy có những cái món ăn cùng với cơm. Rồi bên này là một thế giới cơm chiên luôn mọi người, đủ thứ hết. Là cơm chiên bà ngoại hả? Khổ vậy. kiểu người Hoa. Rồi bên này thì tụi mình hồi nãy có gọi một cái cơm chiên thơm như vậy. Rồi ở bên này thì sẽ có cà ri, các loại cà ri, các kiểu. Hồi nãy bạn mình cũng gọi một cái vịt nấu với cà ri đỏ với ăn với cơm. Rồi bên này thì sẽ là các loại nước đồ bạch thái nè, bạch thái cũng có 95 bà là mọi người. Giá ở đây mình thấy là khá là ok luôn mọi người, so với lại cái chất lượng quán cũng như là vị trí quán. Ở ngay xe ảm luôn nhưng mà không quá đắt đâu. Cái này là một phần cơm chiên thơm. Cơm chiên thơm á. Hải sản sao mình cũng thấy hải sản đâu á. Mình gọi có hải sản không ta, không nhớ nữa. Nhưng mà mọi người nhìn thấy cái cách trình bày á, nó sẽ kiểu local, nó là một quán ăn Thái bình thường hơn là, mọi người đừng có expect nó là một cái nhà hàng gì sang trọng quá nha. Thì sẽ đỡ hụt hẫng hơn một chút. Với lại nhất là cái cá chê này nè, hồi nãy bình thường ở Việt Nam mình sẽ làm đẹp hơn, làm thêm một như một cái bánh vậy á, nhưng mà ở đây thì nó không biết nó chiên sao mà nó nhìn nó nát ra luôn rồi. Ăn cùng với lại một cái chén nước mắm xoài. Đây. Nước mắm xoài có một ít tép nữa, hành tím, nước mắm đủ thứ. Một hồi khi mà ăn các bạn hơi chế cái này lên đây luôn rồi ăn. Ôi quán này làm món cũng khá là nhanh đó mọi người. Cái này là một phần chả giò Thái. Ở bên này là một phần bát Thái. Ở bên này là phần cà ri. Cái phần cà ri này mình thấy rất là lạ luôn. Nó cho một cái chén cà ri ăn cùng với lại trứng luộc, và một phần cơm với một phần bún. Không thấy rau gì hết, cho nên là nhìn cái dĩa nó trắng nhách luôn. Đó mà đồ ăn làm rất là nhanh.
nắng quá. Hello, mọi người có nghe không? Hello, hello. Ok mọi người ơi, bây giờ đang là tầm 4 giờ rưỡi chiều, là mọi người thấy là nắng chiều nó cũng hơi vàng vàng, chói chói con mắt rồi, nhắm con mắt lại rồi. Mình đang ở một quán cà phê hơi xa trung tâm Bangkok một xíu nhưng mà vẫn đi tàu được tới. Quán này có tên là For Show Pro, mình sẽ để tên trên này nha. Đọc cái tên nó ở đây mình cũng không biết là đọc chính xác như thế nào. Nhưng bây giờ mình sẽ đi vào trong, mình quay cho mọi người coi là quán cà phê có cái gì nha. Đây. Nó sẽ theo style kiểu Địa Trung Hải một chút, và mình coi ở trên Instagram á, họ check-in rất là đẹp. Mình hy vọng là ở trong nó cũng đẹp. Bây giờ đi vào trong, let's go. Đây, đây là cái quán cà phê mọi người. Mình thấy là xung quanh thì họ vẫn đang làm. Tức là con đường bên này nè, mình thấy nó đang cày ra làm, cho nên là có vẻ là chưa có hoàn thiện lắm. Nhưng mà nhìn bên ngoài thì nó cũng rất là hay ho. Không có một cái bảng tên gì hết luôn nha, chỉ có location ở trên bản đồ và đi theo thôi. Xung quanh thì họ trồng những cái cây xương rồng nè, rồi những cái cây giống như là sa mạc vậy. Đó, bây giờ đang có nắng chiều rất là đẹp. Đi vào trong thôi. Ở đây thì nó sẽ có một cái bảng là order trước khi chụp hình. Và mình thì mình cũng đã order rồi, cho nên đi vào trong thôi. Đây, đây là quán cà phê. Wow, cũng khá là rộng, bự. Ở ngoài đây thì họ sẽ có một cái hồ mọi người. Một cái hồ nước hơi dơ, hơi lá chút xíu. Rồi cái màu đó nó sẽ hơi có màu xanh xanh lá, và nó khá là hợp với lại cái tông nhà ở đây. Ở bên này thì nó sẽ có một cái khu ngồi ở ngoài, một cái bàn dài luôn. Nghe đi ngay cái giờ mà kiểu nắng chiều á, cho nên là nó cũng đẹp. Đấy. Còn đây là cái không gian bên này, mình nghĩ là mọi người mặc đồ trắng giống như là bạn nữ này thì vô chụp hình sẽ đẹp. Tôi hơi hồng một chút xíu, nói chung là tôi cũng xin lỗi là tại vì tôi mặc cái bộ này sáng giờ rồi, tôi chưa có đi về nữa cho nên chưa có thay đồ, nhưng mà hy vọng là một hồi mình cũng sẽ có hình đẹp ở đây. Đây, đây là quán cà phê. Ở phía bên này thì cũng có một vài những cái bàn ghế ngồi bla bla. Giờ thì đi vào trong quán nha, mình coi phía trong cho nó có cái gì. Đây, ở trong này thì siêu mát luôn, mà ai cũng ngồi trong này hết trơn đó mọi người. Cũng sẽ có những cái ghế ngay cửa sổ, rồi có những cái chỗ phía bên này rất là đẹp. Mình coi menu cho mọi người coi một xíu nha. Thì menu ở đây thì nó có một cái iPad để mọi người có thể coi hình. Rồi mình quay giá trung bình cho mọi người coi, đó sẽ khoảng từ 140 nè. Những cái món này 140, 120 là cũng có, cho tới 180, 250 cũng có luôn. Giá trung bình mình nghĩ là cỡ 200 bạc một ly, là cỡ 150.000 á mọi người. Nội thất ở đây có một số những cái ghế rất lạ, ghế bàn này mọi người thấy là nó hơi là mỗi thứ một kiểu một xíu, rồi giống như cái ghế này như ghế văn phòng, nhưng mà nó xong rồi ghế sofa, rồi những cái đồ trang trí này kia cũng dễ thương. Không biết cái nhà này có bản quyền không, trời ơi. Còn cái ghế ngay khung cửa đẹp quá. Ok mọi người ơi, như vậy thì mình cũng đã về được tới khách sạn rồi. Và trời ơi mọi người, quá mệt luôn, một ngày từ sáng chiều mọi người thấy mình đi bộ rất là nhiều luôn. Tại vì đi chợ, Pratunam, Platinum, rồi đi ăn, đi cà phê, nói chung là di chuyển rất là nhiều. Cho nên là về là rất là mệt, hồi nãy là không có kết nổi luôn. Bây giờ là đã tắm rửa, thay đồ rồi và kết video tại đây nha mọi người. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này của mình. Và nếu thích để lại cho mình một like, subscribe như là follow mình trên Instagram, trên TikTok và trên tất cả các nền tảng. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye mọi người, bye.